Thưa quý vị, nhằm khuyến khích việc học và trau dồi tiếng Anh cho mọi lứa tuổi, hơn 140 em học sinh từ 3 đến 16 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã tham dự cuộc thi lấy học bổng du học hè do trường Anh ngữ quốc tế City Smart tổ chức. Sau hai vòng thi viết và vấn đáp theo độ tuổi, ngày 29 tháng 7, trường Anh ngữ quốc tế City Smart đã trao một giải đặc biệt là một suất học bổng du học hè tại Canada trị giá 4.200 đô la Mỹ cho em Trương Quốc Văn, 11 tuổi, học sinh trường quốc tế Mỹ. Bên cạnh đó, còn có 45 em khác được trao những giải thưởng là những suất miễn giảm học phí cho các khóa học tại trường. Ngoài ra, trường Anh ngữ quốc tế City Smart và ESET Talk còn trao hai học bổng du học hè tại Úc, Canada và 147 phần thưởng khác cho các học sinh may mắn trong các đợt rút thăm giải thưởng khuyến học. Đây là một chương trình khuyến học Anh ngữ có ý nghĩa mà trường Anh ngữ quốc tế City Smart đã đóng góp cho cộng đồng trong dịp hè năm 2007 này.